anh ơi 22 tuổi mới ra trường cả tuần xin việc mà nản quá. Cả tuần em đi xin việc cũng đã nản á. Cả một tuần là 7 ngày. Em đi xin việc 7 ngày, mỗi một ngày em đi xin việc khoảng 10 chỗ, em mới xin việc 70 chỗ mà em đã nản á. Em ạ, anh cho em một thực tế. Anh cho em một thực tế để em đi mẹ sau cuộc đời em sẽ không bao giờ quên được lời khuyên này đâu. Em xin được việc đấy mới là bước đầu tiên của việc đi làm thôi. Em ạ, Xin việc mới chỉ là bước đầu tiên để đi làm thôi em. Làm rồi có hợp nhau không, có hợp đồng nghiệp không, có hợp văn hóa công ty không, có hợp sếp không, có hợp định hướng không? Em làm có được việc hay không? Em làm được việc nhưng địt con mẹ mà em có tương lai ở đấy hay không? Rồi em có tương lai ở đấy, sếp em thích em rồi, văn hóa hợp nhất rồi nhưng địt con mẹ với những người đồng nghiệp của em lúc có cho em cơ hội để phát triển hay không? Đồng nghiệp cho em cơ hội phát triển những cái thời thế nó có đến hay không? Địt con mẹ giờ này mà bắt bắt em đi bắt em đi bắt em đi bán đất chẳng hạn em có làm được bây giờ mà bảo đi bán khẩu trang nó dễ hơn rất nhiều cách đây 3 tháng còn bây giờ bán thì có dễ đâu nhá yeah. nên là đi coi mẹ chỉ có đi xin việc mà đã nản thì đéo làm một cái lồn gì đâu em tưởng xin việc xong là xong là cuối tháng lĩnh lương đó. đi mà cuối tháng trả em 7 triệu mà tháng em đéo làm được gì tháng tiếp theo em vẫn bị nghỉ Hiểu không? kể cả là tháng địt mà mày trả 7 triệu xong rồi sẵn sàng đã sao À thằng lồn này gút địt con mẹ mày hai tháng thử việc xong tao quyết định trả mày 15 triệu. Ok. Địt vào tháng tiếp theo đéo đi làm nó sẵn sàng cho em nghỉ mẹ luôn. Đừng nản, mỗi một ngày đừng nản, đừng đi làm vì tiền hay là đừng đi làm đừng nản một cái gì cả. Địt vào giây phút em nản là em thua cuộc rồi. Em cũng muốn làm về nông nghiệp, em có thể học hỏi và làm cùng anh không ạ? À? Ờ cảm ơn Trịnh rất là nhiều thật ra thì anh mới bước đi những bước đi đầu tiên nên là anh chưa thể chưa thể nói là anh có làm với người này anh làm với cái kia được anh đã có gì trong tay đâu anh chưa có gì trong tay cả anh không biết một cái gì cả giờ này anh còn đang đi đi mà đọc từng cái một à, ví dụ như là Việt Nam với lại Châu Âu ký thì gọi là thông thương với nhau kim ngạch xuất khẩu sẽ là cái gì bên đấy nó sẽ nhập được cái gì nó sẽ ăn được cái gì đủ mà nó có thích gạ Việt Nam không có đủ thứ anh đang biết cái con cặc thì đâu em mỗi ngày bây giờ đều đọng mà mình cảm thấy mình ngu vãi lồn thì làm cùng làm cùng với một ai đấy phải xác định được người đấy người ta phải sống tốt đã. đi làm làm với người ta người ta đã sống tốt anh còn đéo đảm bảo được cuộc sống của em thì anh làm cùng em làm đéo gì em, em bảo là em đéo cần gì cả nhưng mà đấy là mồm em nói thôi một năm sau em đéo có gì cả em vẫn quay ra em chửi anh anh đéo bao giờ làm được nhiều như thế anh đéo bao giờ làm được nhiều như thế em ạ